Bây giờ mà nói đến El Clasico thì cũng chẳng khác gì nhắc đến bộ phim bom tấn phần 58. Nơi ai cũng biết rõ câu chuyện nhưng vẫn chẳng thể rời mắt khỏi màn hình mỗi khi nó phát sóng. Lần này siêu phẩm bóng đá giữa Barcelona và Real Madrid lại mang đến hàng loạt drama không thua kém gì một tập phim The Kardashian. Từ việc Barca thay huấn luyện viên, Real thì tiếp tục chuỗi trận bất bại nhờ người hùng Mbappe, cho đến câu chuyện cha con nhà Ancelotti sắp sửa chia tay đầy cảm xúc. Mọi thứ cứ như thể đang dàn dựng trong một bộ phim truyền hình dài tập, mà khán giả thì đợi mãi không thấy hồi kết. Ở Barcelona, chuyện chia tay huấn luyện viên Xavi và đón Hansi Flick về thì không khác gì cảnh trong chương trình thực tế đổi vợ vậy. Deco, giám đốc thể thao lên tiếng như một chuyên gia tình cảm, giải thích rằng Flick là người thích hợp để gỡ rối cho Barca sau mùa giải thất bại. Đội bóng cần một huấn luyện viên vừa biết tin tưởng vào đội hình, vừa có thể biến đổi họ thành phiên bản châu bò hơn. Họa chăng ông Flick này giống như một PT gym, đến để đẩy Barca từ trạng thái tạm ổn lên mức sáu múi với việc tăng cường thể lực và khắc phục những điểm yếu về sức bền. Nói cách khác, Flick chính là người sẽ biến những trận đấu của Barcelona thành các cuộc thi marathon cường độ cao. Còn Real Madrid họ chẳng cần phải thay đổi gì nhiều vì đã có Mbappe luôn ghi bàn đúng lúc và đúng chỗ. Trong trận thắng 2-1 trước Celta Vigo, Mbappe không những ghi bàn mở tỷ số mà còn giúp Real tiếp tục kéo dài chuỗi bất bại như một siêu anh hùng, không hề biết mệt mỏi. Mỗi trận đấu của Real bây giờ cứ như đang xem một series phim về người bất tử. Ai cũng biết Mbappe sẽ lại xuất hiện và cứu thế giới. Và để làm câu chuyện thêm phần drama, còn có chuyện cha con nhà Ancelotti chuẩn bị chia tay nhau. Thật đúng kiểu cha nào có nấy. Davide Ancelotti đang muốn tách ra làm huấn luyện viên trưởng riêng, nhưng trước mắt vẫn còn ở lại để giúp cha mình hoàn thành những chương cuối của hành trình tại Real Madrid. Đến đây thì kịch tính chẳng khác gì một bộ phim gia đình Hàn Quốc, nơi người cha vĩ đại chuẩn bị từ biệt sự nghiệp, trong khi cậu con trai lại lăm le tiếp bước với ánh mắt ngập tràn tham vọng. Trong một buổi họp tại đại hội đồng thường niên của Barcelona, giám đốc thể thao Deco đã có những phát biểu đáng chú ý liên quan đến tình hình thể thao của đội bóng và các quy định được đưa ra trong mùa hè vừa qua, đặc biệt là việc thay đổi huấn luyện viên. Sau một mùa giải không thành công với việc không giành được danh hiệu nào, Barcelona quyết định chia tay huấn luyện viên Xavi Hernandez và thay thế ông bằng Hansi Flick, một lựa chọn đầy kỳ vọng. Deco đã nhấn mạnh rằng quyết định thay đổi huấn luyện viên được đưa ra do ban quản lý thể thao tin rằng đội hình hiện tại của Barca vẫn có tiềm năng rất lớn, mặc dù mùa giải trước không thành công về mặt danh hiệu. Điều quan trọng là cần một huấn luyện viên tin tưởng vào đội hình hiện tại và giúp họ khai phá tối đa khả năng. Đây là lý do Flick được chọn, vì ngoài việc tin tưởng vào đội hình, ông còn thể hiện khả năng thực hiện những điều cần thiết để đạt được mục tiêu. Một trong những lý do chính khiến Barca thực hiện sự thay đổi này là yếu tố thể lực. Deco chỉ ra rằng sự chuẩn bị thể lực của đội bóng không đạt mức yêu cầu và đây là một trong những vấn đề cần được cải thiện. Chính vì thế, ban lãnh đạo đã ký hợp đồng với những chuyên gia thể lực như Tuss, Maldonado và Conde để nâng cao chất lượng tập luyện và khắc phục những hạn chế trước đó. Bên cạnh đó, một số cầu thủ của Barcelona cũng đã nói về sự cải thiện trong cường độ tập luyện và chuẩn bị thể lực dưới thời Hansi Flick, cho thấy những thay đổi tích cực đang diễn ra trong đội bóng. Mặc dù những nhận xét này có thể không làm hài lòng Xavi và những người trong ekip của ông, cựu huấn luyện viên và huyền thoại của câu lạc bộ vẫn thể hiện sự chuyên nghiệp khi gặp mặt Flick và gửi lời chúc thành công tới người kế nhiệm. Việc thay đổi này cho thấy Barcelona đang hướng tới một tương lai tươi sáng hơn, với trọng tâm là cải thiện thể lực và khai thác tối đa tiềm năng của đội hình, điều mà Hansi Flick được kỳ vọng sẽ làm tốt. Trong buổi họp báo trước trận đấu gặp Sevilla, huấn luyện viên Hansi Flick của Barcelona đã chia sẻ nhiều thông tin quan trọng về tình hình lực lượng cũng như chiến thuật đội bóng. Ông nhấn mạnh khả năng Lamine Yamal có thể ra sân. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra vào ngày thi đấu. Flick cho biết Yamal đang dần được tích hợp vào đội hình và cần thời gian để đạt thể trạng tốt nhất. Ngoài ra, Flick cũng bày tỏ sự cảm ơn đối với đội tuyển Tây Ban Nha vì đã quản lý khéo léo trường hợp của Yamal, giúp cầu thủ có thời gian nghỉ ngơi phù hợp. Về vị trí thủ môn, Flick khẳng định Iñaki Peña sẽ bắt chính trong cả hai trận đấu tới đây, bất chấp việc Wojciech Szczęsny đã sẵn sàng trở lại. Ông bày tỏ sự hài lòng với phong độ của Peña và không có lý do để thay đổi ở thời điểm này. Huấn luyện viên người Đức cũng thông báo về tình hình chấn thương của một số cầu thủ chủ chốt như Gavi, Dani Olmo và Frenkie de Jong. Gavi có thể sẽ được đăng ký ngồi dự bị trong trận gặp Sevilla, trong khi Dani Olmo vẫn đang trong quá trình hồi phục và quyết định cuối cùng về việc ra sân của anh sẽ được đưa ra gần giờ thi đấu. Về phần Frenkie de Jong, Flick chia sẻ rằng mặc dù anh đã bắt đầu tập luyện trở lại nhưng vẫn còn cảm thấy khó chịu và cần theo dõi thêm trước khi đưa ra quyết định. Flick cũng tiết lộ rằng ông đã có một cuộc gặp gỡ thân mật với Xavi Hernandez, người tiền nhiệm của mình, khi họ ngồi uống cà phê cùng nhau.
Cuộc gặp gỡ này diễn ra trong không khí thoải mái và ông cho biết mình luôn có mối quan hệ tốt với Xavi kể từ khi còn làm huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Đức. Với những cập nhật quan trọng này, huấn luyện viên Hansi Flick đang nỗ lực dẫn dắt Barcelona vượt qua giai đoạn khó khăn về lực lượng và chuẩn bị cho trận đấu quan trọng với Sevilla. Trận đấu này hứa hẹn sẽ là cơ hội để Flick tiếp tục thử nghiệm và chứng minh sự cải tiến trong lối chơi của Barcelona dưới triều đại của ông. Real Madrid tiếp tục chuỗi trận bất bại tại La Liga với chiến thắng 2-1 trước Celta Vigo tại Estadio de Balaidos, khiến Celta Vigo chịu trận thua thứ 9 liên tiếp trước Los Blancos trên mọi đấu trường. Trận đấu bắt đầu với việc Celta Vigo thể hiện quyết tâm dù thiếu vắng những cầu thủ quan trọng như Ilaís Moriba và Iago Aspas. Ngay ở phút thứ 8, đội chủ nhà suýt mở tỷ số khi Borja Iglesias chuyền bóng tạo cơ hội cho Willian Suárez đối mặt với thủ môn. Tuy nhiên, Thibaut Courtois đã xuất sắc chạm nhẹ và đẩy bóng ra ngoài, từ chối bàn thắng cho đội chủ nhà. Real Madrid nhanh chóng tận dụng cơ hội sau khi Celta bỏ lỡ. Phút 20, một đường chuyền hỏng của Fran Beltran khiến bóng bật ra từ Eduardo Camavinga và vô tình đến chân Kylian Mbappe. Ngôi sao người Pháp không bỏ lỡ cơ hội tung cú sút tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm, đưa bóng vào góc cao không thành, mở tỷ số cho Real Madrid với bàn thắng thứ 6 của anh trong mùa giải. Dù gặp bất lợi sớm, Celta Vigo vẫn tiếp tục tấn công với pha lập công của Iglesias bị từ chối vì lỗi việt vị trước khi hiệp 1 kết thúc. Trong khi đó, Los Blancos cũng bỏ lỡ nhiều cơ hội để nhân đôi cách biệt do những pha dứt điểm thiếu chính xác từ Camavinga và Vinicius Junior. Sau giờ nghỉ, Jude Bellingham lại bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn để nới rộng cách biệt. Ngay sau đó, Celta Vigo đã trừng phạt sai lầm của Real Madrid. Oscar Mingueza và Jonathan Bamba phối hợp ăn ý bên cánh phải trước khi Mingueza chuyền bóng cho Schwarzbach dứt điểm chính xác san bằng tỷ số 1 đều. Đội bóng xứ Galicia tiếp tục tạo ra sức ép, nhưng nỗ lực của họ bị dập tắt khi Luka Modric, cầu thủ vào sân thay người tạo nên sự khác biệt ngay lập tức. Trong trận đấu đánh dấu kỷ lục là cầu thủ lớn tuổi nhất lịch sử ra sân cho Real Madrid, tiền vệ người Croatia đã có một pha chuyền bóng tuyệt vời cho Vinicius Junior, người đã dễ dàng vượt qua Vicente Guaita và tái lập thế dẫn trước cho Real. Dù Celta Vigo có những cơ hội nguy hiểm cuối trận, tuy nhiên họ đã không thể gỡ hòa. Với chiến thắng này, thầy trò Carlo Ancelotti nối dài chuỗi trận bất bại lên 42 trận tại La Liga, chuẩn bị cho trận El Clasico gặp Barcelona vào tuần tới. Bản thân Kylian Mbappe tiếp tục ghi dấu ấn sau chuỗi drama với danh hiệu MVP của trận đấu. Theo tin từ Relevo, con trai của Carlo Ancelotti, Davide Ancelotti, đang lên kế hoạch bước những bước đầu tiên trên con đường sự nghiệp huấn luyện riêng với kỳ vọng sẽ tiếp bước cha mình. Mặc dù Carlo Ancelotti vẫn còn hợp đồng với Real Madrid đến năm 2026 và bản thân ông cũng chưa nghĩ đến việc giải nghệ, nhưng những trợ lý thân cận như Davide hay Francesco Mauri đã bắt đầu suy nghĩ về tương lai của họ. Davide Ancelotti đã nhận được sự quan tâm từ một số câu lạc bộ trong năm qua, trong đó có Sevilla và Leicester. Những đội bóng này đang theo sát Davide với hy vọng mời anh về dẫn dắt trong tương lai. Tuy nhiên, con trai nhà Ancelotti đã khẳng định sẽ không rời Real Madrid cho đến khi cha anh chính thức chia tay Santiago Bernabeu. Đối với Davide và Francesco Mauri, hiện tại họ vẫn đang tập trung hoàn toàn vào công việc tại Real Madrid. Cả hai đều đóng vai trò quan trọng trong ban huấn luyện của đội, hỗ trợ Carlo Ancelotti trong quá trình điều hành chiến lược và quản lý đội bóng. Thời gian này là thời điểm quan trọng đối với Los Blancos khi họ tiếp tục cạnh tranh ở cả La Liga và Champions League. Tuy vậy, không thể phủ nhận rằng sự nghiệp của Carlo Ancelotti đang dần đi đến giai đoạn cuối và sự chuẩn bị cho thời kỳ hậu Scudetto tại Real Madrid có thể sẽ sớm được vạch ra. Được biết, cả Davide Ancelotti và Francesco Mauri đều có những tham vọng riêng, muốn thử thách mình với vai trò huấn luyện viên trưởng tại các câu lạc bộ khác trong tương lai. Khi Carlo Ancelotti chính thức chia tay bóng đá, cả hai sẽ tận dụng cơ hội để bước ra khỏi cái bóng của ông và khẳng định tên tuổi cho riêng mình. Dù vậy, cho đến ít nhất là mùa hè năm sau, Davide Ancelotti và Francesco Mauri sẽ vẫn ở lại Real Madrid để cống hiến và hỗ trợ cho Carlo Ancelotti trong những mục tiêu chinh phục sắp tới. Thời điểm mà Davide Ancelotti bắt đầu sự nghiệp huấn luyện độc lập dường như chỉ còn là vấn đề thời gian khi hành trình của Carlo Ancelotti dần đi đến hồi kết.